chính bằng số chỉ vị trí nhóm thế gạch ngang tên nhóm thế cộng tên mạch chính cộng ăn cái tên ăn càng là dễ nhất, tên người ăn càng đầu mạch là dễ nhất, sau đến tên của các ăn càng có nhánh là dễ nhất, không gọi được bọn này là coi như tèo tèo luôn. Sang ăn đen khó một tí nữa, ăn kim khó tí nữa, ăn càng đen khó tí nữa, ăn côn khó mất nữa, chúng ta đang đi dần dần lên. Chứ nếu mà ngay chưa hữu cơ bắt gọi tên ngay em nhìn thì em nhìn gọi ăn càng ăn đen ăn kim ăn côn ăn ít axit gọi bốn cái tên, ví dụ như là lysin, bây giờ tự nhiên dạy bắt gọi lysin làm sao em biết gọi lysin là gì, sự tin em làm sao biết, để bắt buộc phải học từ này từ nào nghe càng được chưa. Số chỉ là 1, 2, 3, 4, 5. Đấy chưa? Tên nhóm thế thì đây rồi. Methinetipropin, butin, dĩ nhiên còn nhiều nữa nhưng chúng ta học thế này bởi vì hay như thế này. Mạch chính thì nào hết đây rồi. Met, S, Pro, Put, Peter, Hexer, Hexer, Octer, Nôn hả? Thì dĩ nhiên có phải thằng này thì chung quy cũng từ thằng này mà ra. Đúng không? Mấy thầy xây dựng từ thằng này mà. Bởi vì cần thuộc mỗi thằng này đúng không? Mỗi lần này thì chỉ cần thuộc gì? Mẹ em phải bón phân hóa học ở mái tóc. Mình quy từ cái phức tạp về cái đơn giản. Đúng chưa? Và từ cái này mình suy luận thành cái khác. Ok. Thế vậy bây giờ thì có. Bây giờ thì có. Bây giờ thầy gọi ví dụ nhá. Ví dụ anh này. Mình vừa làm thực nghiệm, mình làm xem như thế nào. Được chưa? Thì như thế này thì bước 1 là mình phải chọn mạch chính. Thì làm tổng quát luôn. Mạch chính là thứ nhất, ưu tiên thứ nhất là phải chứa nhóm trước. Rất tiếc, ancan không có chức. Ancan không có chức. Nào sang ancol, anhydr, ceton, acid. Là phải ưu tiên chức trước. Thứ hai là phải dài nhất. Nào xem trong này thằng nào dài nhất. Thằng này 4 carbon. Mà nếu thằng này thì cũng có 1, 2, 3, 4 carbon biết thằng nào cũng được. Như nhau. Được chưa? Thứ ba là nhiều nhánh nhất. Thì tất cả hai thằng này đều có một nhánh nhất nhá. Chọn được máy chính rồi. Bước 2 đánh số. Đánh số bằng chính. Thứ nhất là ưu tiên từ carbon gần trước nhất. Thằng này không có trước luôn. Thứ hai là gần nhánh nhất. Thế nếu thầy chọn cái mạch này là mạch chính thì đánh từ trái sang hay phải sang? Thế nào gần nhánh nhất? Thằng này hay thằng này gần nhánh nhất? Thằng này gần nhánh. Đúng không? Vậy là 1, 2, 3, 4. Và cái số 3 là sao cho tổng số chỉ mạch nhánh là nhỏ nhất. Sao cho tổng số chỉ mạch là sao cho tổng số chỉ
ok chưa? Bây giờ mình gọi nhé, anh số xong rồi mình gọi nhé. Bây giờ mạch chính này, nhìn kỹ này, mạch chính này, gọi mạch chính trước. 1, 2, 3, 4. Mẹ em phải bó gì? Bu no là đuôi a. Mạch chính 4 carbon này. Nhánh 1 carbon, đính vào vị trí carbon số mấy đấy? Cái nhánh này đính vào vị trí carbon số mấy đấy? 2, số chỉ 2 gạch ngang. Mấy carbon? Mẹ đúng không? Bỏ ăn cái min gì? B tin 2 cái tin được chưa? Bây giờ cho gọi tự gọi viết gì được, đừng viết tên thầy là được. Viết gì được, không cần viết tên thầy. Mình xóa hết của anh. Không là dựa ở đây chết. Tập quen dần một cách sửa. Viết phướn nhá. Ừ, viết phướn. Tự gọi đây bây giờ.
nào nó phải gọi tên nhá. Như này. Anh này. Anh chính đây. Anh cho từ trái sang hai phải sang đều vậy. 1, 2, 3. Được chưa? Anh chính là mẹ em cả. Bò, rô, và một nhóm xe ta đến các vị trí các con số 2 Melody. Ok. Sai ngay nào, in bảng nào. Chụp đây, một chữ. Trái sang hay phải sang thì đều như nhau. 1, 2, 3, 4. Cái chính là gì đây? Phu tà. Mấy mảnh nhánh? Đều có mấy carbon? 1. Lý vào vị trí carbon số 2 và vị trí carbon số 3. 2,3. Hai nhóm giống nhau thì phải có số chỉ số lượng. Đi là 2, ri là 3, tetra là 4. Và đây là hai nhóm giống nhau. Đi, mê, tin. Được chưa? Đấy, nốt hai này. C6H14 và gọi tên.